Trần một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả thân thương của Little Sài Gòn TV trong chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Một lần nữa tuần lễ thứ tư của mỗi tháng, khuôn mặt rất là quen thuộc của anh Jack Trần, đại diện của Văn phòng An sinh Xã hội tại quận Cam. Một tháng vừa qua có chương trình gì thay đổi cho Social Security không anh? Thay đổi cũng không quá nhiều, nhưng mà có một vấn đề mình nên cũng nhắc nhở cho tất cả quý vị biết, đó là vừa tháng rồi thì mình có nói nhiều về Medicare. Đó. Và cái enrollment period nó cũng đã qua rồi. Vâng. Thành ra chấm dứt rồi, nhưng mà bây giờ còn một cái chưa chấm dứt mà vẫn còn đang tiến triển, đó là cái Affordable Care Act mà nói nôm la là Obamacare. Thì quý vị nào mà có nhu cầu và vì lý do nào đó mà vẫn chưa có ghi danh để mua bảo hiểm thì đây là cái cơ hội để mình vào. Mình mua, tại vì Julie có biết là tới khi nào là hết hạn cho cái tài khoá năm 2015-16 này không? Nếu mà Julie đoán không lầm thì là khoảng chừng tháng 3 tháng 4. No, 31 tháng Giêng này là hết hạn đó. Nha, thành ra quý vị nhớ đừng có chậm trễ. Nên ghi danh cho sớm trước khi cái thời gian ghi danh hết hạn. Tại vì quý vị đừng có quá coi thường. Xin nhắc cho quý vị biết đó, là trong 2016 này Sở Thuế cho biết họ sẽ truy xét và họ thẳng tay truy xét và phạt nặng những người nào mà nhất định không có chịu tham gia vào chương trình Obamacare. Họ đã nhắc nhở nhiều rồi, họ nói quý vị không mua là sẽ bị phạt. Đây không phải là vấn đề nói giỡn mà họ sẽ làm thật. Và họ nói là năm 2016 này họ truy xét và họ sẽ bắt quý vị đóng tiền phạt nếu mà mình vẫn không có một bảo hiểm gì hết, mà vì lý do nào mà mình vẫn không có chịu thi hành đúng luật. Đây là vấn đề, này là luật lệ, thưa quý vị. Quý vị có người không thích vì một lý do này, lý do nọ, mình không thích. Đó là cái quyền của mình, nhưng luật vẫn là luật, quý vị. Quý vị không thể nào mà chống lại luật của liên bang. Đây là một cái law of the land. Không ai có thể làm gì khác hơn được. Nhá. Thế nên là quý vị đừng có coi thường nó như vậy. Anh chắc biết không, Julie cũng có tiếp xúc rất là nhiều người và nhiều người cũng cho rằng thì là tôi thà đóng tiền phạt còn hơn là tôi bỏ tiền ra tôi mua cái chương trình Affordable Care Act này. Mà cái thứ nhất là tiền cái số, dựa trên cái số lương và số người trong gia đình thì đôi khi cái số tiền mà họ mua đó để mà đi theo được cái chương trình Affordable Care Act này đó thì nó lại tính ra thì nó nhiều, thật là nhiều. Tại vì sao? Thứ nhất là mình phải trả tiền đóng tiền hàng tháng. Cái thứ nhì là cái tiền deductible, và cái thứ ba là cái tiền mà nó gọi là share of cost hoặc là cái co-pay. Vậy là những người mà Julie nói đó, những người đó là có income cao. Dạ, yeah, đúng. Đó đúng. Là những người có income cao. Quý vị đã có income cao mà quý vị còn ngần ngại như vậy thì nếu mà vợ con của quý vị có những cái vấn đề về bệnh hoạn mà cần phải đi khám bệnh, đi bệnh viện thì lúc đó thì như thế nào? Ai trả tiền? Quý vị có biết cái chi phí ở bệnh viện nó mắc đến cỡ nào hay không? Thì đó là những chi tiết mà chúng tôi muốn lưu ý là quý vị nếu mà chưa thì nên nhanh chóng để ghi danh. Đừng có thể để nó trễ hạn, thì chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở quý vị cái vấn đề đó thôi nhé. Anh Jack này, cũng có một số người hỏi Julie rằng thì là khi mà mình có lợi tức thấp đó thì mình có được cái quyền lợi gì hay không? Nếu mà mình ghi danh vào cái chương trình Affordable Care Act. Chắc chắn. Khi mà mình ghi danh, Jack không phải là chuyên viên, không có làm nhiều về cái này, nhưng mà theo cái sự hiểu biết giới hạn đó, thì khi mà mình ghi danh vào chương trình đó, thường thường câu hỏi đầu tiên là hỏi cái gì? Lương income, yeah. Thu nhập lợi của tức, quý vị, yeah. Và họ không bao giờ hỏi về tài sản. Quý vị có nhà cửa xe cổ, quý vị có tiền trong bank account cũng không ai hỏi tới. Họ chỉ hỏi thu nhập hàng năm của quý vị là bao nhiêu, thì họ dựa vào cái thu nhập đó. Hình như là số mà người trong gia đình nữa phải không anh? Vâng, yeah. Thì vợ chồng thì khác nha. Thì dựa vào cái số thu nhập đó và chính phủ sẽ tài trợ cho quý vị để mà quý vị có khả năng một cái số tiền nó vừa phải mà mình có thể chấp nhận, mà có thể đóng được để mà có cái bảo hiểm cho gia đình. Thì nếu mà cái thu nhập của mình quá ít thì tự động, thưa quý vị, tự động là họ sẽ đưa quý vị vào chương trình Medicaid hoặc là Medi-Cal tại California.
Thì nếu mà quý vị nói là tôi không có tiền mua bảo hiểm Obama, cái đó là một cái chuyện ngụy biện vô lý. Tại vì nếu mà quý vị không có tiền, không có thu nhập, là tự động họ đưa quý vị vào chương trình Medicare và Medicaid rồi. Thật ra thưa quý vị có biết là trên đất Mỹ này, cái số người mà khai phá sản là do từ đâu ra? Chú đi đố anh chắc đó. Vì cái medical bill. Yes. Vì cái medical bill tức là số những cái chi phí mà mình phải trả cho vấn Thưa quý đề vị, y đó tế. là vấn đề bảo hiểm. Mình nghĩ là chuyện nó không bao giờ xảy ra cho mình. Nhưng mà khổ nổi cái vấn đề bảo hiểm đó, mình đóng tiền hàng tháng mà mình không có sử dụng. Mình nghĩ đó là một cái sự lãng phí vô ích. Tại vì mình không có bị cái gì hết. Nhưng khi mà xảy ra chuyện mới biết cái sự cần thiết, lúc đó là quá muộn rồi. Không nói gì anh Jack à, hằng ngày chúng ta lái xe, mình có mua bảo hiểm cho cái xe không? Đúng rồi. Và được bao nhiêu lần mình sử dụng cái bảo hiểm trên cái xe đó, mà tại sao mình không bảo hiểm cho mua những cái chương trình bảo hiểm rất là ích lợi cho gia đình của chúng ta, nhất là như quý vị biết là đa số những người mà bị phá sản là vì những cái medical bills, tức là những cái chi phí y tế mà chúng ta vì một lý do đó phải va chạm vào, thì lúc đó thì rất là đáng tiếc, có thể gọi là bán nhà bán cửa đó Thì đây anh. là cơ hội là quý vị nào mà chưa có bảo hiểm sức khỏe đó nên tìm hiểu và ghi danh vào chương trình của Affordable Care Act, tức là chương trình Obamacare đó nha. Thì để mà chính phủ có cơ hội để giúp đỡ quý vị, tài trợ quý vị để có một chương trình bảo hiểm thích hợp cho mình và cho gia đình của mình nha. Khi mà anh nói là năm 2016 này đó thì là chính phủ đây tức là chính phủ liên bang hay là chính phủ là những Uncle Sam là như IRS sẽ mà đi theo để mà truy cứu là truy tìm những cái người nào mà không đi mua những cái chương trình bảo hiểm của Affordable Care Act này để mà phạt họ anh. Thứ nhất á, là họ sẽ xem quý vị cái số tiền thu nhập mà quý vị estimate đó có đúng với số tiền mà thực sự quý vị làm ra hay không. Nếu mà quý vị cho con số quá ít mà quý vị làm nhiều hơn thì quý vị phải đóng tiền bù lại. Nếu mà mình khai nhiều mà mình thực sự làm ít hơn thì họ sẽ giảm tiền cho mình nha. Thì nói tóm lại mình cũng không có chạy đâu cho khỏi đâu quý vị. Luật lúc nào cũng là luật, mình nên làm theo cho đúng luật thì tốt hơn. Nhắc đến luật đó thì năm sắp hết, năm mới sắp tới thì quý vị biết là năm mới đến đó là cái mùa thuế là nó tới rồi. Thì bây giờ mình nên chuẩn bị cho cái mùa khai thuế. Thì chuẩn bị cái nào? Nếu mà quý vị đi làm thì quý vị đã biết rồi, quý vị có W2, quý vị có những giấy tờ của nhà băng, tiền lời nhà băng này nọ thì quý vị chuẩn bị để khai thuế. Nhưng mà hôm nay Jack muốn nói về quý vị nào mà có nhận tiền của Social Security thì làm sao? Thưa quý vị, mỗi năm đó khi mà cuối năm chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một cái 1099. Cái 1099 cho biết trong cái năm vừa qua quý vị nhận được cái phúc lợi của an sinh xã hội là tổng cộng bao nhiêu. Nhưng không có nghĩa là mình nhận cái 1099 đó là quý vị phải khai thuế. Quý vị có phải khai thuế và có đóng thuế cho cái phần đó hay không? Tùy thuộc vào tổng số thu nhập của mình, hoặc là mình có vợ chồng đó thì của cả gia đình lên một con số nào đó. Thì thường thường những người mà có một thu nhập cao đó, họ đi làm lương cao, có tiền lời của các cổ phiếu cao, cộng lại lương nó cao đó, thì cái tiền social đi có vẻ đóng thuế. Còn nếu mà mình không có thu nhập khác thì quý vị không cần đóng thuế. Và những quý vị nào nhận tiền SSI, trợ cấp SSI, quý vị sẽ không có nhận được 1099. Tại vì thưa quý vị, tiền SSI không đóng thuế. Thế nên quý vị nào nhận tiền trợ cấp SSI đó, xin quý vị nhớ, quý vị không cần phải khai thuế. Vậy khai thuế cũng chẳng có lợi ích gì. Mà không ai bắt buộc mình phải khai thuế, quý vị không cần phải khai thuế nhé. anh chắc là có lẽ là trong những cái nhiều năm vừa qua anh em mình cũng thường nhắc tới những cái thường vào cái vụ mùa thuế đó, thường vào cái mùa thuế đó thì là mình thường nghe những cái quảng cáo nói là những quý vị cao niên đến một cái địa điểm nào đó thì sẽ giúp cho quý vị lấy được một số tiền về. Thì như anh Jack vừa mới nhắc với quý vị đó, cuối năm quý vị sẽ nhận được một cái 1099. Những quý vị nào mà nhận tiền an sinh xã hội sẽ nhận được một cái 1099. Thì lúc đó khi mà họ nhận được thì họ sẽ làm gì anh Jack? Trước khi anh Jack trả lời thì xin phép quý vị cho chúng tôi vào phần quảng cáo của các sở bảo trợ trên Sài Gòn TV cũng như là chương trình Kinh tế và Gia đình và Xã hội. Xin quý vị đừng rời máy và tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chúng tôi.